gậy cũng ghê lắm mọi người. Đây. Ôi. Quá. Con chà bá luôn mọi người. Quá, khá bự à. Đây mình sẽ bỏ vô phòng cho mọi người. Quá. Ồ, hành quả đầu tiên nha mọi người. Khá bự để mình lấy một nồi ra. Đó. Đây hành quả đầu tiên nha mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình quyết định là mình sẽ đi câu lươn đêm mọi người. Mình câu lươn ban đêm thử coi xem có nha mọi người. Bình thường thì mình gọi đèn thì thấy nó cũng lên dữ lắm á. Đây hôm nay mình đi thì chỉ có bịt màu với cái hồng thôi nha mọi người, với cái đèn pin. Thôi giờ mình sẽ đi câu thôi, nếu có thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Mình ở đây có cái mà lươn rồi mọi người, mình nhấp thử coi xem nó ăn không. Đó, thấy nước lên á. Mọi người thấy nước lên không? Này chín rồi mọi người. Ôi nó nhả mọi người. Thôi mình sẽ gắn mồi khác thôi. Con gương gì. Đây mọi người thấy nước lên không? Nước lên xuống rồi. Nó khô không? Nó ngậm nó không nuốt. Này nó kéo rồi mọi người. Cô nó ngậm cái nó nhẹ, ngậm cái nhẹ. Dính rồi mọi người. Dính rồi, dính rồi. Dính rồi mọi người. Quyết bự hơn mình á. Nó gậy cũng ghê lắm mọi người. Đây mọi người mình sợ tét mép nó. Ôi. Quá. Con chà bá luôn mọi người. Quá, khá bự à. Đây mình sẽ bỏ vô phòng cho mọi người. Quá. Ồ, hành quả đầu tiên nha mọi người. Khá bự để mình lấy một nồi ra. Đó. Đây hành quả đầu tiên nha mọi người. Ui, nó dãi dữ quá. Thôi giờ mình sẽ tắt máy và tháo lưỡi ra nha mọi người. Đây được hành quả đầu tiên nha mọi người. Giờ mình sẽ tiếp tục đi kiếm hang và câu tiếp thôi. Thôi thì mình mới nhấp con ăn nữa nè mọi người. Nhẹ rồi. Đây nó đang kéo. Hết mồi mọi người. Thôi mình gắn mồi khác vô. Đây mình nhắc nha mọi người. Nó mới ăn mình nguyên cục mồi luôn. Đây đang nở nè mọi người. Biết bự là nhỏ mà nó ăn tạp lắm. Lưng lưng nhỏ quá. Em để cho nó kéo lúc rồi nó sâu rồi.
một con nữa. Trời ơi, con này có tí ép. Đây. Ồ, được con em nữa nha mọi người, hai em. Em này nhỏ hơn em lúc đầu. Thôi giờ mình sẽ tắt máy và tháo lưỡi ra thôi nha mọi người. Ăn nữa rồi mọi người ơi. Ôi nước kéo rồi. Con này cũng chắc cũng to à. Đen lên nè mọi người. Wow, được một em nữa nha mọi người. Đây, giờ mình sẽ bỏ vô. Đây, một em nữa, là ba em rồi nha mọi người. Nay mình đi câu đêm, câu lương đêm có vẻ hiệu quả hơn á. Đây, được ba em rồi nha mọi người. Cái con lương này cũng đỡ hơn con lương nãy. Bây giờ mình sẽ tắt máy và tháo lưỡi ra thôi nha mọi người. Đây mình mới thấy cái hang quá. Mình nhấp cho chơi mình nó ăn nữa mọi người. Wow, một em nữa mọi người ơi. Bốn em rồi. Wow, nãy vô mánh rồi mọi người. Rồi, mình nhấp cho chơi mình nó ăn thiệt mọi người. Quá nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ tháo lưỡi tiếp nha mọi người. Đây nãy giờ được bốn con rồi. Đây thành quả của mình đi câu đêm nãy giờ được 4 con nha mọi người. Có lớn có nhỏ. Thôi như vậy thì cũng quá thành công nha mọi người. Thôi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt mọi người.